JBL này nặng trịch luôn nhá, 2,6 triệu. Còn lồng ly Sony này là giá 1,5 triệu. Em mở luôn cho các bác nghe này. 1,5 triệu. Đừng có chê em nhỏ. Bác thấy không? Hai đèn vu hoạt động bình thường. Con Sony TA11 này giá 1,5 triệu. Đôi JBL này 2,6 triệu ạ. Đây con này dùng loa lời ok đấy hết bác nhé. Các bác đánh thẳng vào đi cho em, thoải mái luôn. Phang thoải mái cho em. Lấy loa lời kể cả dàn karaoke hay dàn nghe nhạc. Hàng đỉnh luôn đấy, hàng xịn của em đấy ạ, chứ không phải hàng vớ vẩn. Nếu hàng vớ vẩn thì bác mua 8-9 trăm cũng có, 6-7 trăm cũng có. Tiền nào của đấy thôi. Hàng đẹp chất. Cái căng này các bác có thể lật lại hoặc lật lại lại được, tùy. Các bác nhìn lúc trước em có test một cái clip con Sony TA11 này này. Em đánh với lại đôi Ariang 2 Ariang Bass 25 mà em chỉ vặn tầm này, vặn tầm này. Mà nó đã đánh như thế rồi mà đôi JBL em vặn này, các bác nhìn này. Nên là bác biết là nó công suất nó như nào rồi. Thấy chưa? Đôi Ariang vặn 12 giờ đã đánh vào bầm, đôi này vặn này 2 giờ. Cảm ơn các bác.